Lần này là kỹ năng. Kỹ năng pha chút tấu hài nhưng mà kỹ năng là chính. Mình cao thủ là vì mình không muốn leo. Bạn ơi, leo làm gì đâu. Vui vẻ cao thủ vui à. Ví dụ giờ có kèo top 1 thách đấu 5 triệu có chơi không? Lẹ luôn. Top 1 trong vòng thử coi top 1 giờ nhiêu điểm. Cả 2 điểm hả? 3 tuần, 2 tuần, 2 tuần, 2 tuần chắc không kịp, 3 tuần. Anh em nào có kèo 5 triệu top 1 thì tôi 3 tuần tôi leo luôn. 3 tuần là chuẩn rồi. Chen đánh giải nữa chi? Không tính hả? Phải tôi chơi ngăn không đâu. À sang đây đời sẽ nói tại sao khi nào nên cầm khi nào nên bóc, khi nào nên cầm thiên thạch, khi nào nên cầm mưa kiếm. Thì ví dụ như là nếu mà mình chơi Faggot đúng không, team mình dư đam mình lên bóc được á thì nó cũng không có tăng cơ. Đó là một cái điều kiện đầu tiên để mình lên bóc. Rồi thứ hai là ví dụ như sub mình nó chơi những con như Gakan nè, Nautilus nè, Leona nè, Bike Leona nè, Bike nè thì mình sẽ cầm mưa kiếm. Còn sub mình nó bên đây nó cầm mấy con Blitz, mấy con châu châu á thì mình sẽ cầm mưa kiếm. Còn bên đây nó mà kiểu ví dụ như sub mình mà kiểu sub mình mà Kama, Lut, Yumi thì mình sẽ cầm thiên thạch. Để kiểu hai AD sub đều bóc á thì mình cầm thiên thạch hai cái. Còn không thì mình cứ cầm cái mưa kiếm thôi. Cầm đi mấy con tăng cơ đi mấy sub tăng thì mình cứ cầm mưa kiếm thôi. Tại mình cầm Faggot mình cầm cái thiên thạch nó bóc cũng không có nhiều á. Tại thiên thạch thì phải hai con thiên thạch này bóc nó mới nhiều. Một con thiên thạch nó phế lắm. Với kiểu đi mấy con sub này á là sub CC, nó CC cho mình bắn. Nó CC mình bắn ba cái á. Quê vậy? I'm fine. Nó nhiều quy lên rồi đó. Lát tinh giết nó luôn. Chả nó hết lát rồi. Ồ, nó còn lát luôn hả? Hay ta. À, biết nó còn lát là gỡ sớm rồi. Gỡ sớm mà chết rồi. Thưởng hết lát. Ít nhất đánh nó phải vậy chứ. Gần cả hữu ít nhất đánh phải vậy chứ.
lát hát não. Phanát phải lát chậm. Phanát là thằng thằng ai chấp nó đơ không biết nó có lát hay không á, sợ lát cái nó hát não. Cho nên phải xài từ từ để coi nó có lát hay không. Phanát không biết nó có lát hay không nhưng mình xài trước mình lỗ, mình xài trước nó quy lát theo chết. Để cho Blitz nó về nhà. Cắm mát xong về nhà nha. Gán chạy đi quá mát chết á. Nói là không nghe. Em mới like subscribe cho đời nha, mình em nhiều share.